Chào tất cả các con, lại là cô Hà Linh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 3 mang tên Phối cảnh các khối hình 3D. Nhắc tới những hình cơ bản thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những hình như là hình vuông này, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn và những hình đặc biệt như là hình trái tim này, hình ngôi sao, hình elip hay là hình thoi, đúng không nhỉ? Và những hình này thì vô cùng quen thuộc với tất cả chúng mình và có thể nhìn thấy bất kỳ đâu, như là trong sách vở này hoặc là nhìn thấy trên những cái biển hiệu quảng cáo ở ngoài đường đấy. Và thậm chí là các con cũng đã vẽ rất nhiều lần những hình này rồi, đúng không nào? Nhưng những hình cơ bản này thì chỉ là những hình phẳng, hình 2D thôi. Và từ những hình cơ bản 2D này, ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình vẽ phối cảnh những khối hình 3D luôn, được không nhỉ? Đây, và đây là một bức tranh của cô. Đó, các con này, các con nhìn rất là thú vị đúng không? Nếu cô dùng bàn tay của mình để che đi những cái vệt màu như thế này thì đây chỉ còn là những hình phẳng, nó hình 2D thôi. Nhưng khi mà cô bỏ bàn tay ra, đúng không nhỉ? À, chúng ta cảm giác như những hình này đang bay ra khỏi tờ giấy và lao về phía chúng ta vậy, đúng không nhỉ? Rồi, vậy thì đồ dùng cần có để vẽ bức tranh ngày hôm nay rất là đơn giản thôi, mà hầu hết là đều có trong đồ dùng học tập của tất cả các con rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một tờ giấy A4 màu trắng như thế này. Tiếp theo là một chiếc bút để vẽ hình, thì cô sẽ sử dụng là bút dạ đen. Màu thì cô sẽ dùng là màu, bộ màu yêu thích của cô là màu sáp. Ở nhà nếu mà các con có những màu khác như là màu chì hay màu dạ mà các con thích thì mình cứ việc sử dụng. Và cuối cùng là cô sẽ nhờ sự trợ giúp đắc lực của chiếc thước kẻ. Đồ dùng đã đầy đủ rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng bắt tay lên và thực hiện bức tranh này thôi. Để vẽ được bức tranh phối cảnh này thì các con phải xác định được điểm tụ. Điểm tụ là điểm cố định và tất cả các đường thẳng cùng giao cắt và gặp nhau tại điểm đó. Như ở bức tranh gốc của cô thì điểm tụ nằm ở phía trên, ở góc bên phải của bức tranh. Các con có thể chọn điểm tụ tùy thích, theo ý thích của mình hoặc theo ý tưởng riêng. Có thể là bên trên, điểm tụ nằm ở dưới, điểm tụ nằm ở bên trái hoặc điểm tụ nằm ở bên phải. Hoặc là cũng giống như cô đây, cô sẽ xác định điểm tụ nằm ở góc trên bên phải. Và từ điểm tụ của cô thì các hình sẽ tỏa ra các phía xung quanh. Rồi bây giờ cô sẽ dùng bút chấm một cái để xác định được điểm tụ nhé. Rồi, sau khi đã có được điểm tụ rồi thì các con sẽ xác định số lượng hình sẽ vẽ. Như ở bức tranh mẫu của cô thì hiện tại cô đang có 5 hình, trong đó có 2 hình là hình cơ bản, đó là hình vuông và hình tròn. Còn lại 3 hình là hình đặc biệt, bao gồm hình thoi, hình trái tim và hình ngôi sao. Và khi các con xác định được số lượng hình và các hình sẽ vẽ là gì thì chúng ta sẽ sắp xếp vào bức tranh của mình nhé. Mình sẽ bố cục hình luôn. Nói như cô sẽ vẽ vị trí ngôi sao ở chỗ này. Rồi, và khi các con đã xác định được điểm tụ, xác định được số lượng hình và thể loại hình sẽ vẽ, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước 1 rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến với bước số 2 là vẽ các hình cơ bản theo tỷ lệ. Các con có thể vẽ các hình tỷ lệ bằng nhau với kích thước bằng nhau, hoặc để đa dạng hơn, bức tranh thêm đẹp hơn thì giống như bức tranh mẫu của cô, có những hình to, hình nhỏ. Và hình to, hình nhỏ này là biểu thị cho việc xa gần, sẽ khiến bức tranh của cô thêm phong phú hơn. Những hình ở gần như hình thoi này thì rất là to, còn những hình ở xa như là hình vuông này hoặc hình tròn này thì sẽ được thu nhỏ, đẩy lùi ra xa, nhỏ lại. Rồi, thế thì bây giờ cô sẽ tiến hành vào bước 2 nhé. Cô sẽ vẽ các hình như cô đã xác định, như là hình ngôi sao, hình trái tim này. Đây, hình thoi của cô sẽ là hình to nhất.
vì nó sẽ nằm ở gần chúng mình nhất. Khi vẽ những hình góc cạnh này thì các con có thể nhờ sự trợ giúp của những dụng cụ, ví dụ như là thước kẻ này. Đó. Và tiếp đến là những hình tròn thì chúng mình có thể dùng compa hoặc là tận dụng ngay đáy của một cái cốc hoặc là một cái lọ thì chúng mình sẽ vẽ hình tròn nhé. Còn như cô thì cô vẽ quen rồi nên là cô sẽ vẽ luôn trực tiếp bằng tay. Rồi và hình nhỏ nhất của chúng mình là hình vuông, nằm ở xa nhất. Tiếp theo với bước 3 là chúng ta sẽ tạo đường nối giữa các hình cơ bản với điểm tụ nhé. Ở bước này thì chúng ta sẽ cần nhờ sự trợ giúp của thước kẻ rồi. Và cách để vẽ những đường nối giữa hình cơ bản với điểm tụ là các con cứ xác định ở phía góc của hình. Đối với những hình có góc thì từ góc đó chúng ta sẽ nối những đường thẳng với điểm tụ. Còn với những hình không có góc như là hình tròn này hoặc là phần cong của hình trái tim này thì chúng ta sẽ tìm điểm phình ra to nhất, sau đó là sẽ nối với cả điểm tụ nhé. Bây giờ cô sẽ làm ví dụ. Đây, ví dụ với hình thoi này, đây là góc trên cùng, cô sẽ nối. Rồi tiếp này, với góc thứ hai, với những đường lộ ra đó thì chúng mình hãng vẽ, còn với những cái đường khuất thì chúng mình không cần phải vẽ đâu. Đó, như đường này đã khuất rồi này. Tiếp. Cô sẽ nối hình ngôi sao với điểm tụ của mình nhé. Ngôi sao thì rất là đơn giản thôi, 5 cánh chính là phần góc này, thì cô sẽ nối với cả điểm tụ. Đây, góc trên này. Rồi, cánh ở phía bên phải này. Đó. Đây, như lúc nãy cô cũng vừa nói, với những đường mà bị khuất rồi, giống như là cái cánh ở phía dưới bên phải này của ngôi sao ấy, khi nó khuất rồi thì chúng mình sẽ không cần phải vẽ vào nữa. Tiếp tục nha. Với hình vuông này, khi nối giữa các hình với điểm tụ thì chúng mình phải quan sát thật là cẩn thận, nếu không thì nét vẽ sẽ bị chèn lên những hình khác. Đây, ví dụ này. Đấy, nếu cô không cẩn thận thì sẽ cắt qua hình tròn mất. Rồi, tiếp với hình tròn nào. Rồi, khi mà chúng ta đã làm tốt được ở những cái phần góc của hình rồi thì chúng mình cũng đừng quên những cái khe hay rãnh của hình nhé. Ví dụ ở trong bức tranh này của cô thì có hai hình, có khe và có rãnh. Đó là hình trái tim và hình ngôi sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ từ phần sâu nhất của hình trái tim này, chúng mình sẽ kẻ một cái đường với điểm tụ. Tiếp với hình ngôi sao cũng như vậy. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bước 3, nối những hình cơ bản với điểm tụ rồi. Để cho những hình vẽ này thêm phần thú vị hơn thì cô cũng sẽ sử dụng chính cái bút và thước kẻ này, thêm những cái đường gạch lượn theo hình. Đây, giống như bức tranh mẫu này, để cho hình của chúng ta có cảm giác như hình sâu hơn nhé.
Vậy là cô đã vừa sử dụng thước kẻ và đi thêm những đường gạch nối để tăng hiệu ứng thêm cho những cái hình này rồi. Tiếp theo nhá, là với những hình có những đường cong, những hình trái tim này. Nhớ cả hình tròn nữa này. Cô sẽ vẽ những cái đường cong lượn theo cạnh này của hình tròn nhé. Vậy là cô đã vừa hoàn thành xong bước 3 rồi. Và chúng mình sẽ cùng đến với bước cuối cùng. Hãy để cho bức tranh này lung linh thêm thì chúng mình sẽ sử dụng màu sắc và vẽ những màu chúng ta yêu thích lên bức tranh này nhé. Cô sẽ bắt đầu với màu vàng của ngôi sao. Hình vuông cô sẽ cho màu xanh dương. Cô đã tô xong những hình cơ bản rồi. Các con có để ý thấy như ở bức tranh mẫu của cô thì toàn bộ những cái dải màu ở phía sau là những sắc độ nhạt hơn so với hình cơ bản ở phía trước. Ví dụ như hình ngôi sao là màu vàng thì toàn bộ dải màu ở phía sau cô chọn một màu da nhẹ hơn. Hình trái tim màu đỏ thì ở phía sau cô chọn một dải màu là màu hồng với sắc độ nhạt hơn. Tương tự như thế với những màu tím hay màu xanh dương hay màu xanh lá cây thì cô đều chọn những sắc độ xanh hoặc tím nhẹ và nhạt hơn để tô cho những dải màu này, tạo cho độ hút cho hình. Nhưng với bức tranh mới này của cô thì cô cũng sẽ thử một phương án khác nhé. Thay vì tô cả một dải màu như thế này thì cô sẽ tô xen kẽ thử xem hiệu ứng của nó ra sao. Ví dụ đối với hình ngôi sao, phía trước của nó là màu vàng thì ở những cái đoạn ở dưới cô sẽ tô đan xen màu như vàng, màu da, màu vàng, màu da cứ như thế. Chúng ta thử xem hiệu ứng.
Các con thấy không? Chỉ từ những hình cơ bản như thế này thôi mà cô có cộng thêm những đường nối là đường thẳng này và cộng thêm điểm tụ nữa mà chúng ta đã có một bức tranh phối cảnh các khối hình 3D như thế này rồi. Hy vọng sau những gì cô vừa hướng dẫn, các con sẽ có thêm thật nhiều sản phẩm đẹp như thế này nhé. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con ở những bài học sau. Tạm biệt các con!